doanh số bán xe tăng lên đến mức cao thời trước năm 2008. Trong tháng 12, doanh số bán hàng xe hơi mới của Vương quốc Anh đã gia tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cũng đã có kết quả tốt. Ông Paul Everett, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và buôn bán xe hơi cho biết đã có một sự gia tăng đáng kể tại thị trường Anh quốc cho các sản phẩm được sản xuất tại quốc gia này. Ông Everett cho rằng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhờ lợi thế tỷ giá hối đoái đã dẫn đến kết quả tốt này. Ngoài ra, cũng nhờ có rất nhiều sản phẩm mới đã được đưa vào thị trường và trong cùng một cách, các nhà sản xuất Anh quốc đang giành được thị phần trong một số các nơi thị trường đang phát triển nhanh, thí dụ như Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Và những sản phẩm này cũng khá phổ biến ở Anh quốc. Các mô hình Fiesta và Focus của Ford cùng với Corsa và Astra của Vauxhall là bốn loại xe bán chạy nhất ở Anh quốc. Tổng số xe mới bán được trong năm 2012 là hơn 2 triệu chiếc. Đây là mức cao nhất trong nước kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Và đó là một gia tăng 5.3% so với năm 2011, là mức gia tăng nhanh nhất kể từ năm 2001. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã cảnh báo các nhà sản xuất đã thiết lập các nhà máy ở Anh quốc nên cẩn thận, không nên đánh giá quá cao nhu cầu trong năm 2013. Tại châu Âu, thị trường đã giảm khoảng 9% trong năm ngoái. Chỉ riêng tại Pháp, doanh số bán xe giảm 15% trong tháng 12. Các phân tích gia cho biết, các nhà sản xuất châu Âu đang phải đối mặt với một số vấn đề như sản xuất dư thừa và khả năng kinh tế suy giảm của tầng lớp trung lưu châu Âu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất châu Âu có thể được chia thành hai loại. Một là các nhà sản xuất khối lượng và thứ hai là các nhà sản xuất xe hơi sang trọng. Các nhà sản xuất xe hơi sang trọng luôn luôn có cơ hội để tận dụng thương hiệu của họ. Trong các thị trường mới nổi, sức mạnh ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu ở các nước như Trung Quốc muốn mua các thương hiệu cao cấp, đặc biệt là các thương hiệu của Đức. Và sự quan tâm của Trung Quốc đã gây ra một sự gia tăng trong giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe hơi sang trọng Daimler. Các phương tiện truyền thông đưa tin, quỹ thịnh vượng của Trung Quốc đang tìm cách để mua cổ phần trong công ty của Đức.